Sáng ngày 21 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2022 cho 500 học sinh tại trường Trung học cơ sở An Tường. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo xã An Tường, ban giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường. Tại buổi truyền thông, các em học sinh được nghe các hướng dẫn về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ mình, kiến thức, kỹ năng cảnh giác phòng ngừa các hành vi dụ dỗ, lừa phỉnh, mua bán trẻ em, cách nhận biết và phản ứng khi bị người khác rủ dê, xúc phạm thân thể, xâm hại tình dục, các quy tắc phòng chống nguy cơ bị xâm hại. Bên cạnh đó, báo cáo viên chú trọng truyền đạt đến các giáo viên về trách nhiệm phát hiện thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, kỹ năng can thiệp, đánh giá, phân tích các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bóc lột, kỹ năng tư vấn tham vấn, kỹ năng ghi chép mẫu biểu, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc với trẻ. Công khai tuyên truyền về kế hoạch, phòng ngừa bạo lực học đường thông qua tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia 111, các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em của tỉnh, huyện. Thông qua buổi truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em. Đồng thời, giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ mình và cuộc sống ổn định trong môi trường an toàn, lành mạnh, có cơ hội phát triển tốt về thể chất, tinh thần không còn nguy cơ bị xâm hại cũng tại hội nghị phòng lao động thương binh và xã hội huyện đã trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi